17 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Long Mạnh tổ chức chuyển giao, vận hành mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh cho hộ ông Võ Giang Tiến ở ấp Long Hà, xã Điền Hải, huyện Đông Hải. Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tại hộ ông Võ Giang Tiến được xây dựng trên diện tích khoảng 100 m². Hệ thống gồm 3 ao lắng thô, lắng tinh và ao sẵn sàng và một hầm bioga chứa chất thải rắn, đồng thời cung cấp khí đốt cho gia đình. Đây là kỹ thuật được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Long Mạnh chuyển giao và hướng dẫn lắp đặt. Tổng nguồn vốn đầu tư hệ thống xử lý này là 60 triệu đồng, phục vụ cho hơn 1,3 hectare mặt nước ao nuôi của gia đình ông Võ Giang Tiến. Được biết, đây là mô hình thí điểm thực hiện hệ thống xử lý chất thải trong ao nuôi tôm siêu thâm canh. Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thu thập số liệu, đánh giá tác động môi trường quanh khu vực để làm cơ sở nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.